Hello, xin chào. Hôm nay Vân sẽ cập nhật danh sách các việc làm định cư Canada. Thông tin này được cập nhật đến tháng 3 năm 2024. Đầu tiên là các suất nộp PR từ Việt Nam theo chương trình Alberta Rural Renewal Stream. Cook, Food Attendant, Food Supervisor, Admin và Ship Manager. Nhóm thứ hai là các suất nộp PR từ Việt Nam theo chương trình SIMP Employment Offer thì gồm có Cook, Hotel Supervisor, Construction. Ngoài ra thì nhóm SNP có job là Heavy Duty Technician về Agricultural Machine, tức là thợ sửa máy cơ giới hạng nặng, có interview bằng tiếng Anh. Ok, nếu như bạn có kinh nghiệm với lại các công việc trên thì vui lòng gửi ngay CV cho team Canada PR. Vân để đường link và các email thông tin cần liên hệ ở dưới phần mô tả nhé.